Xin chào các bạn đến với lớp học người cá. Anh là Tion. Hôm nay anh sẽ phụ trách hướng dẫn các em trở thành người cá được quốc tế chứng nhận của Hiệp hội BDIC ở Mỹ nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.